Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Không lẽ chưa từng có trường hợp nào dung khí sẽ tự có ý thức riêng của nó hay sao? Chưa từng, từ xưa đến nay, ta chưa từng gặp được hiện tượng này. Cô ấy sở hữu sức mạnh và quyền hạn vô cùng to lớn, một sự tồn tại lớn mạnh và có cả ý thức tự lập như vậy, nhưng lại phụ thuộc vào người. Còn bản thân ngươi, cho dù võ lực của ngươi đã là đứng đầu ở trong phàm nhân, nhưng điều không thể phủ nhận là ngươi vẫn là một con người thuần túy. Dục vọng nên có ở phàm nhân, ngươi không thiếu cái nào, nhưng lại bị cô ta hạn chế, không đến nỗi bị đọa lạc. Hai người chế hành lẫn nhau là ảnh hưởng lẫn nhau. Quan hệ chung số của hai người giống như sự kết hợp hoàn mỹ giữa tiên và phàm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể làm được điều này? Lần này gặp được phu tử, thật sự là đã thu hoạch được tình báo quan trọng ngoài ý muốn. Có lẽ về bí mật của hệ thống, có thể giải mã ra nhiều điều hơn. Nguyên nhân cụ thể, lát nữa ta sẽ nói rõ với ngài. Và bây giờ ta vẫn còn rất nhiều vấn đề, còn xin phu tử dạy cho. Vậy hỏi đi, ta từng đến khắp thiên hạ để tìm dung khí, nhưng lại không tìm được ghi chép về nó. Và còn dung khí hoặc có thể nói là khí cụ rốt cuộc là từ đâu mà ra? Lý do các ngươi không tìm thấy ghi chép về dung khí ở nhân gian là vì trong 100 năm nay, thư viện đều cố gắng xóa đi dấu vết của nó. Còn về cội nguồn của nó, tuy ta đã sống mấy trăm năm, nhưng bản nguyên của nó ta cũng không rõ ràng. Và thư viện đã chuyên tâm thu thập sách cổ của thiên hạ mấy trăm năm nay, đã tìm được một chút manh mối liên quan đến dung khí, có lẽ phải ngược dòng khi bản cổ khai thiên lập địa, trời đất vừa mới được sinh ra ở trong thời kỳ hỗn độn. Nó được sinh ra trong chính hỗn độn đó. Theo một tinh linh lý giải là, nó là một mớ hỗn độn ngu ngốc, là một luồng sức mạnh to lớn nhưng không có ý thức bản thân, bản chất gần như là căn nguyên của thế giới và có thể điều động một chút sức mạnh của đấng sáng tạo. Với tình báo ta biết được, bản thể của nó không ngừng phó thân vào một vật nào đó, nhưng lại có được vật này thì sẽ có được thần lực có thể biến ước mơ thành thật. Người này sẽ tạo lên một sự nghiệp lớn. Nhưng sức mạnh này không xét đúng ai, cũng không xét thiện ác, kể cả công đạo và tư đạo. Nó cứ như thế mà tồn tại như mớ hỗn độn. Chỉ cần có dục vọng và sự khát khao to lớn, nó sẽ phản hồi túc chủ. Nhưng bản thể của nó cách vài năm hoặc là chục năm sẽ di chuyển từ vật này sang người đang phó thân sang nơi khác. Cơ chế dịch chuyển vẫn chưa rõ, nhưng sẽ để lại dấu vết sức mạnh của nó. Những vật phẩm đó người xưa đều nói là tiên khí, pháp bảo, pháp khí, tiên đan, cổ thần. Nhiều năm trôi qua, nó đã có vô số danh xưng. Cho đến bây giờ, ta xưng nó là khí cụ, còn các người xưng là dung khí. Thật ra danh xưng dung khí này ta nghe được từ máy trúng thưởng. Cách nói của nó lúc đó và của phu tử hiện giờ có chút giống nhau. Nó nói với ngươi như thế, ta không phải là không hiểu. Trong những ngày ta rơi vào ngủ sâu, ngươi cũng chỉ có thực lực của đỉnh cấp. Nếu như chỉ rằng để ngươi đi tìm dung khí tỏa toàn tuyệt, dung khí giả toàn tuyệt thế trở lên, chẳng phải là đang tìm chỗ chết hay sao? Cho nên bảo ngươi đến tìm dung khí vô chủ, nhưng vẫn còn sức mạnh là lựa chọn tốt nhất. Hình như nó hiểu về bản thể của hệ thống hơn ngươi nhỉ? Nó là công năng hệ thống đầu tiên được ta điểm hóa và có cả ý thức túc chủ, tự chủ. Năm đó ta mơ màng, chỉ cảm thấy không gian hệ thống quá lạnh nhạt, muốn có thêm ai đó để bồi ta. Cũng không biết là căn nguyên của nó là gì liền điểm hóa nó. Nhưng ngươi nhìn lại bản thể của Long Quốc Vận cũng có cả ý thức tự chủ xem. Không gian hệ thống, máy trúng thưởng tên này e rằng không đơn giản. Ây, xin lỗi. Mời phu tử nói tiếp.
Dưới sự ảnh hưởng của nó, cả thế giới rơi vào hỗn loạn nguy hiểm cực đoan. Sự hiểm ác ở trong thế giới lúc đó không phải là những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Luốt trường dung khí hoặc là những dã thú lấy cơ thể để trở thành dung khí đó trở thành dị thú. Rất nhiều dị thú, ví dụ như là thế, được ghi chép ở trong Sơn Hải Kinh. Nhưng bọn họ đều sống không lâu, rất nhanh sẽ vì tương lai mà... Rất nhanh sẽ vì tương sát lẫn nhau mà lại chết hết, chỉ còn lại một vài tàn hồn. Giống như thao thiết vậy đó, ngoại trừ dị thú, những tà thần không ngừng xuất hiện thời viễn cổ, cũng chính là người đã có được dung khí, chúng ta gọi đó là dung khí giả. Những người này tự xưng là thần, tiên, Phật, Thánh, Đạo Tổ, Vù, Yêu. Tự xưng là thần, nhưng lại đồ sát đồng tộc, hấp thu linh hồn để tăng cường bản thân. Những huyết tế tàn nhẫn, nhân tế đều là nghi thức mà bọn thần linh, như là tà ma này thích thú nhất. Thật ra suy cho cùng, loại sức mạnh này không phải là tu tiền, cũng không phải là hấp thu linh khí thiên hạ dành riêng cho bản thân, mà là lấy linh hồn, hỉ lộ ái lạc của con người làm thức ăn, đó mới là căn nguyên của sức mạnh. Và tình cảm cổ xưa nhất, mãnh liệt nhất, và dễ có nhất của con người chính là sợ hãi, chỉ cần hành hạ phàm nhân đến chết. Và cảm xúc đau khổ sợ hãi của con người cũng chính là căn nguyên khiến cho bọn họ trở thành tà ma. Cuối cùng, lao đầu đắc đạo phi thăng, cũng có đại tự do và cả thần Phật đầy trời. Chẳng qua chỉ là một đám tà ma điên cuồng vì dục vọng dưới sự vực sâu vô tận đó. Đó chính là thời đại vô cùng hỗn loạn, đen tối và dã man. Vô số dung khí giả thống trị thiên hạ tàn sát lẫn nhau, phàm nhân trở thành lô bộc xúc sinh, bị làm thành tế sinh và lương thực. Ta xưng đó là thời đại hắc ám. Như thế trôi qua không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng, tiền hiền của nhân tộc đã ý thức được điều này, bắt đầu đi tìm sự thay đổi. Tọa nhân, Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Chuyên Húc. Rất nhiều tiền hiền bắt đầu sáng lập ra lý luận, chỉnh đốn lại lễ chế, giảm nhẹ hình phạt, ẩn ác truyền thiện. Tam Hoàng ý chỉ là Tọa Nhân, Phục Hy, Thần Nông. Ngũ Đế ý chỉ là Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Cốc, Vua Nghêu, Vua Thuấn. Cũng chính là Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định luận. Mấy ngàn năm trôi qua, thiên hạ từ thời kỳ man hoang dần dần phát triển theo hướng thời kỳ có trật tự và ôn hòa hơn. Sau đó, đến Hạ, Tần, Tây, Hán, Đông Hán, 19 nước đại võ. Cuối cùng, sức mạnh này đã đến với kẻ vừa xuyên không là ta. Dựa vào dục vọng của ta, sức mạnh này đã trở thành hệ thống sơn tặc. Đây chính là nguồn gốc của bản thể hệ thống. Sau đó, vì lúc ta xuyên không không chỉ có linh hồn, nên nó chỉ có thể hóa thân nên linh hồn của ta. Nguồn sức mạnh này kết hợp với linh hồn của ta đã sinh ra người quản lý hệ thống, tâm. Đây chính là nguồn gốc của tâm. Cuối cùng, khi thăm dò lên tận lịch sử thời cổ đại, rất nhiều suy đoán về hệ thống cũng đã được định đoạt.